Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Thân có gặp được may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2, từ ngày 31 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2, tức ngày 23 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2, tức ngày mùng 3 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh Kiến Phong Kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá kiêu căng và ngạo mạn. Đây là điều mà những người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Tuổi Nhâm Thân vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, là những người có khả năng thích ứng với mọi điều kiện và môi trường ở xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân, sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Tuy nhiên, tử vi tháng 2 âm lịch của 12 con giáp cho rằng vận trình của tuổi Nhâm Thân trong tháng này không thực sự tốt. Với tuổi Nhâm Thân, áp lực từ những công việc khiến bạn mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và sau này. Công việc không ổn định dẫn đến tình hình tài chính cũng khá ảm đạm. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Thân cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng thiếu trước, hụt sau. Khi có công việc cần đến tiền lại không có. Tân âm kim gặp thân dương kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Bước sang tháng 2 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả. Có thể giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chuyển khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Về sự nghiệp, đối với những người đã đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc, mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến những quyết định sai lầm. Bạn nên bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Nhâm Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Nhâm Thân. Người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho bản thân mình. Tuy bạn là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn.
Nhưng đôi khi những gia chủ nhâm thân lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên bạn phải biết kết hợp giữa nghỉ ngơi với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để may mắn thành công, các gia chủ nhâm thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Trong tháng 2 này, với những người tuổi nhâm thân đã có gia đình thì mối quan hệ giữa các thành viên không được tốt. Với những người độc thân cũng vậy, vận trình tình cảm trong tháng 2 âm lịch không được tốt lắm. Nam mệnh, đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn với nữ mệnh tuổi nhâm thân, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi nhâm thân. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi nhâm thân khá ổn định. Người tuổi nhâm thân có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi nhâm thân không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Ngoài ra, bạn cũng nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để thần thái được thoải mái. Đặc biệt trong thời gian này, người tuổi nhâm thân cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiều bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi anh chị về luận giải vận trình của tuổi nhâm thân trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ nhâm thân trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.